Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phobosa TV, sáng nay anh Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố nhà báo Đạm Phong, đã có buổi họp báo lần đầu tiên ở Nam California để trình bày sự việc của anh với giới truyền thông Nam California. Nhân dịp này, chúng tôi có một buổi nói chuyện riêng với anh Nguyễn Thanh Tú để tiếp tục những phần còn lại trong loạt câu hỏi về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Tú đã có thời giờ với Phobosa TV, thưa anh. Chào anh Vũ Hoàng Lân và chào khán thính giả. Sẽ có một vài câu hỏi có thể trùng lắp một phần với lại những câu hỏi sáng nay, nhưng để cho nó trọn vẹn một cái câu chuyện, xin anh cũng lặp lại những câu trả lời nếu cần. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao từ khi ông Đạm Phong qua đời từ năm 82 tới bây giờ là 35 năm, bây giờ anh quay lại trở lại vào cái vụ án này, thưa anh? Dạ thưa anh hỏi câu hỏi hay là thì đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, tại sao phải đợi 30 mấy năm sau rồi mới đi tìm công lý. Thật ra không phải như vậy. Trước anh AC Thompson, tôi đã có hai người Mỹ, là hai người đài truyền hình lớn đã tới với tôi, nhưng mà lúc bấy giờ tôi chưa bằng lòng hợp tác với họ. Là như vậy, trước khi bố tôi mất, bố tôi có dặn tôi rằng con phải đợi cái giờ chín mùi, có nghĩa là đợi mưa tạnh rồi mới bắt đầu ra. Phải đợi khi nào mà họ vào cái thế mà yếu, lúc đó mới ra mà ấy. Tôi nhớ cái trước khi cái phim ra, sau khi ra một ngày hai ngày một đêm, tôi nhớ cái đêm đó tôi ngủ không được. Là vì vợ tôi hỏi tại sao vậy, tôi nói anh không biết, có nghĩa cái gì như cái linh thiêng, cái linh hồn của bố tôi hay sao tôi không biết. Là tại vì khi mà tôi nhắm mắt ngủ, có người như là kéo tôi dậy và nói đã đến lúc, Tú con đã đến lúc rồi. Thì cái bữa đêm đó tôi ngủ không được hai đêm. Thì vợ tôi nghĩ cái đó là cái linh thiêng của cái linh hồn của bố tôi. Thì lúc đó tôi bắt đầu tự động, khi tôi ngồi tôi viết cho cái tờ báo lớn của người Việt, là từ đó tôi vào cuộc. Sau khi ra cuốn phim đó, cuốn phim Terror in Little Saigon, thì anh bắt đầu đưa ra rất nhiều tài liệu qua loạt bài của anh, loạt thông báo của anh, cho tới nay có lẽ là 22 cái thông báo, cộng với rất là nhiều những cái hồ sơ khác để trên cái trang web. Đọc qua những tài liệu đó, người ta thấy rất nhiều thông tin. Ở đâu là cái nguồn cung cấp thông tin đó cho anh? Nói một cách khác, ai là người đứng đằng sau để có thể cung cấp những tài liệu đó, thưa anh? Lúc đầu cái người, những người mà cung cấp tài liệu, tôi phải nói là Việt Tân anh, là tại vì tôi chỉ lựa một cái nhân vật chính của Việt Tân, và từ đó tôi vào Facebook, tôi đọc những cái lời họ nói chuyện với nhau trong Facebook đó. Nhân vật chính là Hồng Thuận, Trinity Hồng Thuận của cái đài SBTN của Trúc Hồ. Từ đó nó đẻ ra, tôi làm ra cái bản đồ, tôi gọi là cái mạng lưới tội ác của băng đảng Việt Tân. Thì từ đó nó đẻ ra những người ai làm ai, và những ai đã đồng lõa khống chế cái tiếng nói của tôi, và hay là khống chế cái tiếng nói của nạn nhân, hoặc là cố tình vô hiệu hóa cái nội dung của cuốn phim Terror in Little Saigon. Thì từ đó tôi mới bước vào, tôi thấy như vậy. Có thể nói là anh dùng chính thông tin của những người, của những nhân sự trong Việt Tân để... Đúng vậy, những nhân vật trong của Việt Tân. Cái phim vừa ra, anh nhớ lúc mà phim vừa ra, họ biểu tình, họ lập ra thỉnh nguyện thư. Nhưng mà như tôi nói ở trong cái bữa họp báo hôm nay, khi tôi ngồi tôi thấy đó, thì tôi thấy truyền thông đó, của Việt Nam ở hải ngoại, tôi thấy họ nói chuyện với nhau, đồng lõa với nhau để cách người nào phải làm ra thỉnh nguyện thư. Những người làm của thỉnh nguyện thư đó là người Việt Tân. Hai cái thỉnh nguyện thư ra là lập ra là của Việt Tân, người của Việt Tân. Rồi trong đó tôi thấy là như những cái đài như là Á Châu Tự Do, những cái đài SBTN, người Việt này kia, họ đồng lõa với nhau, nghĩa là tìm cách làm sao mà khống chế cái sự thật bằng cách là đánh lạc hướng cái nội dung để họ dịch
cái cố tình dịch sai cái tựa đề, nhắm vào cái là chiến, cái là gọi là tôi gọi là chiến dịch vô hiệu hóa nội dung của cuốn phim bằng cách là nhắm vào cái tựa đề Tearing Little Sài Gòn. Ngoài thông tin mà anh lấy như là nói là từ các nhân sự của Việt Tân như vậy đó, Yeah. ngoài ra anh có nhận được nguồn thông tin từ những cá nhân hoặc những tổ chức nào ở đây cũng như là ở Việt Nam hay không thưa anh? Kể cả có những tin đồn là anh nhận được thông tin từ phía chính quyền Việt Nam trong cái vụ việc này. Oh no, chính quyền Việt Nam tôi chưa nhận qua ai cả. Tôi không biết ai thế nào không nhận được. Tôi nhận 90% là từ sở thuế. Không không, tôi nói lại. 90% là Đảng Việt Tân đưa cho tôi, người ở trong Đảng Việt Tân đưa cho tôi, và những người trong những cái đài truyền hình và truyền thông của Việt Nam bên đây đưa cho tôi, với lại cộng đồng Việt Nam. Còn về chính quyền Việt Nam thì không có anh. Yeah. Rồi mấy cái kia về thuế, sở thuế thì tôi xin, như anh biết rồi, tôi xin, tôi đòi hỏi những cái thuế của những nhân vật mà tôi đang điều tra, nhất là Việt Tân. Với những thông tin anh đưa ra một cách rất là lớp lang trình tự bài bản như vậy, có thể xin hỏi một cách hơi tương đối thông tin cá nhân, có người nói là anh là làm công việc của điều tra viên, điều đó có đúng hay không thưa Dạ. Dạ anh? Là công việc gọi là thường ngày của anh là một cái công việc của một người điều tra viên. Anh công việc là gì thưa anh? không, tôi không phải là điều tra viên, cái đó là cái tin đồn vậy thôi. Tôi làm việc là security, mà security analyst cho những cái software, cái chương trình đó. Thôi chứ không phải là gì cả. Không, cái những cái gì tôi làm là tôi có cái ngày xưa tôi học luật, thành ra tôi có cái gọi là cái kinh nghiệm ngày đó. Một phần cũng nhờ bố tôi dạy. Đúng ngày xưa lúc bố tôi còn sống, tôi làm báo với bố tôi. Anh nên nhớ là bố tôi là người nhà báo chuyên nghiệp, nhà báo mà chuyên viên, phóng viên điều tra chuyên nghiệp. Thành ra tôi học được nhiều cái của bố tôi lúc đó bấy giờ. Những bài viết của anh, những thông báo của anh đưa ra, đặc biệt là thời gian ban đầu có lẽ anh cũng đã nghe, tức là ai đó viết cho anh. Thực sự là trên 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 thực tế là những bài viết đó, những thông tin đó đều do chính anh viết hay là có một sự trợ giúp nào đó thưa anh? No, tôi viết cái mà nói đúng đó, ai dịch cho anh, chứ không phải ai viết cho anh. Viết thì tôi viết Bằng tiếng Anh hay? bằng tiếng Anh, rồi có người khác dịch cho tôi. Nhưng mà lúc 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 bây giờ tiếng Việt tôi nó, anh nên nhớ lúc tôi rời Việt Nam tôi học đại thất, đang chuẩn bị thi vào đại thất, thành ra cái văn phạm và cái Việt ngữ tôi không phải như một người như là anh hay là người khác. Nhưng bây giờ nó trở lại, tôi vẫn đọc và viết thường, từ từ nó trở lại. Bây giờ thì tôi tự viết nhiều hơn. Còn lúc mới ra thì tôi bỡ ngỡ. Trong cuộc họp báo hồi nãy thì anh có nói một chi tiết mới, đó là anh đã biết được ai là người giết cha Vâng. anh. Cái đó là có bằng chứng hay không thưa anh? Và ai là cái người Cung cấp chuyện đó cung cấp chuyện đó? à, là như vậy à, cái đó là những cái người cung cấp những cái đó là trong cái phim của AC Thompson lúc mà anh ta điều tra, và tôi cũng nhận được cái đó bên cơ quan DOJ là Bộ Tư pháp. Đó là những cái bằng chứng mà họ đưa cho chúng tôi, cho nạn nhân coi, chứ anh thì anh không được quyền coi. Tôi thấy được, tôi biết, và mà nói cho nghe, trước khi họ đưa tôi cũng đã biết, là tại vì ngày xưa tôi làm, bố tôi làm cho những người CIA, tôi đã gặp mấy người đã chia sẻ cái đó. Đó là lý do FBI có, là từ CIA, từ tình báo CIA mà ra, chứ không phải là từ FBI. Họ đưa FBI trước, rồi FBI đưa qua DOJ. Giết người là một cái tội hình sự. Đúng rồi. Có nghĩa là nếu anh biết thì cảnh sát, CIA hoặc là FBI cũng phải biết Dạ. và bắt buộc người đó phải bị ở tù. Tại sao lại không có chuyện đó xảy ra thưa anh? À, là như vậy, tại vì Bộ Tư pháp họ muốn bắt cái tổ chức đó, tại vì cái giết người họ muốn biết ai, cái tổ chức nào, cái chính sách nào ra lệnh thủ tiêu ông Nguyễn Đàm Phong. Chứ mà anh bắt ông, thí dụ ông bắt ông Vũ Hoàng Lân, nhưng mà anh không có, nhưng mà cái tổ chức nó vẫn nguyên vẹn cũng như vậy thôi, nó cái chính sách nó vẫn còn, thì cái chính sách nó vẫn tiếp tục giết người khác.
Thành ra họ muốn trần là trần đó, tại vì anh giết 5 người nhà báo mà anh. Đó. Rồi 5 người nhà báo là đó là họ biết thôi, còn nhiều nữa, những người mà phải chết mà không biết tới. Bởi như vậy họ đâu phải là chỉ muốn, nếu thí dụ mà ông bắt được Nguyễn Hoàng Lân, Vũ Hoàng Lân chỉ giết 4 người này, còn mấy người kia ai giết? Thành ra họ muốn là muốn cái tổ chức và cái chính sách. Như vậy thì cái người giết ông Đạm Phong có phải là người giết những người còn lại trong năm nhà báo hay không thưa? Cái đó tôi trả lời không được. Tôi chỉ biết gì về bố tôi thôi. Tại vì đó là họ đưa cho tôi những gì mà về bố tôi. Và phải chăng là nếu mà người đó chưa bị bắt để mà cảnh sát có thể tiếp tục điều tra cái tổ chức đó, thì cái người đó hiện nay là người hợp tác với lại phía chính quyền để mà làm công việc? Đúng đấy. Anh có nói hồi nãy anh có cũng có một cái tiết lộ đó là bố anh là làm việc cho CIA. Như vậy thì cái việc mà bố anh hồi xưa ông Đạm Phong điều tra tổ chức Việt Tân, thì lúc đó ông làm trong vai trò của nhân viên CIA hay là làm trong vai trò của một nhà báo thưa? Ông làm trong một vai trò của một nhà báo điều tra, phóng viên điều tra, nhưng tài liệu ông lấy là được cung cấp từ CIA tới tình báo CIA là tại vì qua cái tình bạn, tại vì những người mà ngày xưa bố tôi làm việc với từ ở Việt Nam đó, họ qua bên đây vẫn tiếp tục vẫn giữ cái tình bạn đó. Nào tôi nói cho rõ, tại vì ngày xưa lúc tôi rời Việt Nam, tôi 11, 12 tuổi, tôi đâu có biết bố tôi làm cái gì. Sau này thôi qua tới đây bắt đầu làm báo tôi mới thấy những người bố tôi hợp tác với. Nhưng mà ngày xưa lúc mà thời Việt Nam Cộng Hòa tôi không biết gì cả. Tức là bố anh hồi thời Việt Nam Cộng Hòa còn ở Việt Nam làm việc cho CIA, Vâng. qua bên Mỹ trở thành một người làm nhà báo, không làm cho CIA Đúng vậy. nhưng có quan hệ với những nhân viên CIA cũ. Dạ vẫn 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 giữ cái tình bạn hay là có sự quan hệ đó anh nói. Vâng. Thì họ vì cái đó, tình bạn đó họ cung cấp cho bố tôi những cái tài liệu về mặt trận Hoàng Cơ Minh. Họ biết cái tiền và cái đường lối ông này đi đâu, cái 10.000 quân chuyện đó không có, hoặc là chụp hình 10 người nhưng mà mấy người kia là người 100 người kia người Thái, thí dụ như vậy, ví dụ như vậy đó. Đó. Bố tôi thì có đi qua Thái Lan nhưng mà đi vào những cái trại tị nạn để phỏng vấn những người để tìm biết tìm hiểu mặt trận Hoàng Cơ Minh hứa gì với họ, tại sao dụ họ, tại sao họ phải đi theo như vậy đó. Trong năm nhà báo bị sát hại, anh là người duy nhất con của nhà báo Đạm Phong, là người hiện nay theo đuổi công việc tìm lại cái ánh sáng. Anh có biết về những người thân trong gia đình của những nhà báo kia hay không? Anh có cái tiếp xúc với họ trong cái việc này hay không thưa anh? Anh Vũ Hoàng Lân, tôi và AC Thompson, chúng tôi có liên lạc mấy lần. Nhà báo phóng viên AC Thompson và tôi có liên lạc mấy lần, nhưng mà họ đến ngày nay vẫn còn sợ, không muốn hợp tác, họ vẫn còn sợ. Tôi không trách họ được, họ có nói họ sợ, vẫn còn sợ. Đọc các tài liệu trong suốt thời gian vừa qua thì ai cũng nhận thấy và chắc hẳn anh cũng đã nhìn thấy đó là có rất nhiều những cáo buộc. Một cách cụ thể là trong một thông báo vào tháng 8 năm 2016, ông Hoàng Tứ Duy của tổ chức Việt Tân viết rằng, xin đọc một cách nguyên văn như sau: cá nhân Nguyễn Thanh Tú và đồng bọn làm là tiếp tay giúp giải tỏa áp lực cho chế độ Cộng sản Việt Nam, làm tản lực đấu tranh chung của người Việt Nam. Đây là một đòn phép cũng nhằm tạo rối loạn trong các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Anh có thể nói điều gì? Cái tôi gọi cái chiêu của Việt Tân Ma là rất là đơn giản, băng đảng Việt Tân là, tôi không có ngạc nhiên những cái lời anh đọc đó là như vậy. Cái thứ nhất, Việt Tân băng đảng Việt Tân muốn tạo cái ngộ nhận là họ là đảng chính trị nhân quyền mà thực sự không có. Cái thứ hai, nếu mà anh lên tiếng anh chống lại hay là anh thắc mắc cái chiêu đó thì họ trước hết họ chụp mũ anh là cộng sản Việt Cộng, đúng đứng trong cái hàng ngũ gì vậy đó. Sau khi đó họ chụp mũ anh rồi, đến cái chiêu thứ ba là được quyền thủ tiêu anh. Đó là những cái lời nói, những cái từ ngữ mà tôi đã quen thuộc với khi trước khi bố tôi bị mất. Thành ra tôi không ngạc nhiên. Còn cái chuyện tôi làm việc với chính phủ hay không thì chuyện đó không có.
Tôi đâu biết chính phủ Việt Nam đâu mà tôi làm. Nếu phải trả lời câu câu hỏi là có ai ở đằng sau Nguyễn Thanh Tú hay không thì Cái chuyện đó tôi có thấy họ hỏi, nhưng mà trước khi tôi ra cái thông báo 14, 15 hay là 16 tôi quên rồi. Cứ lúc đó là có ai đứng sau lưng anh Tú hay là anh Tú là cộng sản. Những cái lý luận đó hay là những cái lập luận đó đối với tôi là kém kiến thức, chứ không phải là trước hết họ chụp mũ anh. Nhưng mà khi mà anh thử anh lấy cái ngoài cái anh Tú là cộng sản hay là Việt Cộng, anh lấy hai cái đó ra, họ không còn không thể lập luận được, tại ngoài hai cái đó không còn cái gì cả. Vì thế, vì kém lập luận, kém kiến thức lập luận, họ phải mang cái này vào để justify, để cho cái đó thôi. Chứ thật ra như tôi nếu đứng trong cái lập trường của những người chống Cộng sản Việt Nam, vâng. nhiều người vẫn cho rằng Việt Tân là một tổ chức chống cộng hữu hiệu nhất trong các tổ chức đảng phái ở đây. Việc làm của anh, dù là vấn đề giải quyết cái vụ án của cha anh, đụng chạm tới một tổ chức mà tổ chức đó làm cái việc chống cộng, thì anh nghĩ rằng là cái việc của anh có ảnh hưởng tới việc chống cộng như là ông Hoàng Tử Duy có nói trong này không? Anh phải cẩn thận cái này. Cái hành trình của tôi là hành trình một người con đi tìm công lý. Tôi hoàn toàn không, cái đường chính trị là không phải hành trình con, cái đường chính trị không phải đường chính trị tôi, đã là không phải là chiến thuật và cũng không phải chiến lược của tôi cả. Vì thế nếu họ dùng cái này không phải là có bằng chứng hay là cái gì hay là vu khống, mà mục tiêu cái này là cái ý nghĩa của cái này là họ muốn vô hiệu hóa cái hành trình của tôi bằng cách là chính trị hóa cái hành trình đi tìm công lý cho bố tôi, chỉ có thế thôi. Bởi như vậy khi mà mọi người gặp tôi họ nói anh Tú cộng sản này, họ anh giúp cộng sản hay là đứng sau lưng, đối với tôi cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ lỗi thời, nó không có nghĩa lý gì với tôi cả. Và tôi không cho phép dùng, tại vì chính trị không phải đường. Anh không bao giờ thấy tôi đứng ra, chưa bao giờ anh thấy tôi viết cái gì mà về Cộng sản Việt Nam hay là Việt Nam Cộng Hòa, anh có đâu thấy đâu, chưa bao giờ. Tại vì cái đó không phải là cái đường lối tôi đi. Chính trị không phải đường lối tôi đi. Tôi không cho phép, họ muốn lôi tôi vào, họ ráng họ lôi tôi vào để rồi họ chính trị hóa. Khi mà chính trị hóa được cái đó rồi, có nghĩa là cái hành trình đi tìm công lý cho bố tôi vô hiệu hóa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của anh sau một thời gian ngắn sau cái bộ phim Theo Lý Sài Gòn ra, anh có trả lời phỏng vấn một phóng viên của báo Người Việt, mà sau này anh lại nói là một cái tổ chức ngoại vi của Việt Tân đó. Xin đọc nguyên văn như sau, là báo Người Việt hỏi là bây giờ nếu thủ phạm ra nhận tội, ông có tha thứ họ hay không? Nguyễn Thanh Tú trả lời là vâng, chỉ cần biết như vậy là đủ thỏa mãn rồi. Họ chắc cũng đã có gia đình và họ phải sống với lương tâm của họ. Tôi tin là sớm muộn gì cũng có người đến khi họ gần đất xa trời. Họ ăn năn hối lỗi rồi họ sẽ tự nói ra thôi. Tuy nhiên trên thực tế thì qua 22 cái thông báo thấy rõ là ý định của anh là tấn công vào chính cái tổ chức Việt Tân. Thì vì sao có cái sự chuyển hướng như thế thưa anh? Không, cái đó không phải chuyển hướng, cái đó hai cái khác. Anh có một số người riêng làm việc, những người mà bóp cò thủ tiêu bố tôi, cái người người đó đối với tôi chỉ là mấy người lính thôi. Còn cái người kia, còn cái tổ chức băng đảng Việt Tân Ma đó, là một cái tổ chức và chính sách ra lệnh những người này làm. Những người này như tôi nói lúc nãy không quan trọng đối với tôi, là tại vì họ xa gần đất xa trời, họ sẽ đi, anh bắt được họ nhưng mà cái băng đảng Việt Tân vẫn còn nguyên vẹn. Tại vì bắt được họ nhưng mà cái đảng Việt Tân đã giết mấy mấy đâu phải bố tôi, mấy người khác nữa. Mấy người này tôi không muốn. Tôi muốn cái tổ chức và cái chính sách mà ra lệnh giữ thủ tiêu bố tôi. Đó là mục tiêu ngay từ đầu của anh, không phải Rồi là vậy, những người. không phải những người này. Mấy người này đối với tôi cũng như là như vậy. Mấy người này là người lính thôi. Anh phải ra cái gọi là cái bộ não. Tại vì nếu anh thanh toán cái mấy người lính này nè, cái bộ não vẫn còn nguyên vẹn là nó vẫn tiếp tục thủ tiêu mấy người khác.
Đó. Như vậy thì mục tiêu một cách cụ thể, Dạ. mục tiêu, mục đích của anh trong việc điều tra này là gì thôi? Tôi muốn cái tổ chức này, tôi muốn có hai đường lối tôi muốn đi, đó là tôi nhắm vào cái thuế, là tôi nghĩ chỉ có thuế mới kết thúc băng đảng Việt Tân mà thôi. Tại vì anh nên nhớ cái lịch sử của nước Hoa Kỳ ngày xưa, từ ngày thành lập đến bây giờ, cơ quan FBI không có cơ quan nào mà kết thúc được những như là Al Capone, những cái băng đảng mafia hết. Chỉ có thuế thôi. Sát người anh giấu được, người giết cũng già chết đi, nhưng mà tiền luôn luôn ở đó, không đi đâu được cả. Tức là mục tiêu sau cùng của anh là tiêu diệt cả tổ chức Việt Tân. Vâng, kết thúc. Kết thúc tổ chức Việt Tân. Vâng. Ở cái thông báo số 22 là thông báo cuối cùng, cách đây cũng có lẽ mấy tháng, Vâng. anh có nói rằng là không tới thông báo số 25 Vâng. là sẽ kết thúc được cái vụ này. Đúng. Vì sao anh có một cái tin tưởng như vậy và cho tới hiện nay anh vẫn còn tin rằng cái điều đó nó sẽ xảy ra hay không rồi? Tôi vẫn tin rằng cái chuyện đó vẫn xảy ra. Là tại vì tôi dựa vào những việc mà tôi đang làm bây giờ, và với những việc tôi đang làm, những bằng chứng tôi đã cầm thấy lấy rồi, thấy rõ rõ rất rõ. Và tôi ước chi tôi chia sẻ đó với các anh, nhưng mà tôi không mà làm được. Tôi cũng có nhiều người hỏi, nhiều lúc tôi có cảm giác là họ cảm tưởng là họ nghĩ là tôi một nhà báo cứ tháng ra một lần ai cũng gọi hỏi, chừng nào ra họ mong mong cái điều tra. Như tôi nói anh, ở cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại không có cái phóng sự điều tra, cái điều tra nó lâu lắm anh, nhiều lúc cả 6 tháng cả năm luôn nữa. Thành ra những gì tôi viết, anh thấy tôi lập luận và tôi dựa vào những cái bằng chứng, gọi là bằng chứng cụ thể, để rồi anh không chối được. Vâng, tôi vẫn tin cậy việc đó vẫn làm được. Với mục tiêu muốn kết thúc Việt Tân như vậy đó, thì nếu có những người không liên can gì tới Việt Tân cả, nhưng vì cái tinh thần chống lại chính quyền Việt Nam Nào. mà họ nói rằng nếu mà anh làm cho Việt Tân kết thúc, anh làm cho một phần đi bớt đi cái việc chống lại phía Cộng sản Việt Nam, thì anh sẽ nói sao với những người đó? Không phải là Việt Tân, không phải là cảm tình với Việt Tân. Không, tôi hiểu. Trước hết tôi ra cái từ từ bước đầu, chiến lược từ 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 bước đầu, tôi không có hận thù, tôi không có cái máu hận thù hoặc là trả thù ai cả. Tôi nghĩ những người đảng viên sau này, đảng viên chứ không phải là trung ương cao gì cả, họ là nạn nhân anh. Thành ra tôi thương lấy họ, tôi không trách được họ và tôi không thể giúp được họ. Cũng như là anh chị, nếu mà anh ngu, mà anh ngu quá lâu dài như vậy, tôi không làm gì được cả. Anh thực tế là như vậy, ở đời là như vậy. Đôi khi đó, nhiều lúc không phải là anh lừa gạt tôi, mà tôi cho phép, tôi bằng lòng cho anh lừa gạt tôi. Những người đó tôi không giúp được anh, tôi không làm gì được cả. Còn cái chuyện mà anh nói là Việt Tân là đảng chính trị, đối thủ của Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam gì đó. Cái đó là cái quan niệm sai, là tại vì tôi có những cái bằng chứng. Tôi đã phỏng vấn những người mà biểu tình ở Việt Nam. Họ biểu tình là tại vì họ được trả tiền, chứ không phải họ biểu tình là gì cả. Tôi phỏng vấn ít nhất cái đó là người của Việt Tân, thì tôi trong một cái phỏng vấn hỏi tại sao các anh lại xuống đường mà phỏng vấn, không, tôi đi xuống đường rồi mà biểu tình như vậy. Họ nói có như vậy, họ không tin Việt Tân, nhưng mà họ nói chúng tôi nghèo quá anh Tú. Anh cứ biết 100 đô một tháng ở Việt Nam, anh ở bên Mỹ anh không biết, nhiều lắm anh. Tôi nghĩ là nhiều lắm, tôi không biết, nhưng họ nói như vậy. Thành ra tôi hiểu, tôi nói thôi, tôi nói như vậy, các anh nói như vậy tôi hiểu rồi. Không, cái băng đảng Việt Tân đó, cái việc mà họ làm lúc mà bố tôi còn sống, gọi là cái thương mại hoặc là cái con buôn chính trị họ tạo ra. Tại vì nếu không có cái con buôn chính trị họ chết, không sống được, không không còn lý do.
rất là nhiều những tài liệu của anh đưa ra như vậy trong suốt thời gian qua, theo anh ghi nhận, nó có ảnh hưởng gì trực tiếp đối với lại những người trong Việt Tân hay không? À, có thay đổi được hay là có tác động đến đến tới cái suy nghĩ của họ như là anh nói không? Tôi nói như anh như vậy, tôi với anh, khi mà tôi ra chiến trường, anh cũng ra chiến trường. Nếu mà anh Vũ Hoàng Lân mà biết, tôi biết được chiến thuật của anh đó, tôi thắng. Tôi không cần anh đổi hay không. Nếu anh đổi, tôi cũng thắng. Là tại sao? Mục tiêu là tôi muốn anh biết, tôi biết những gì anh sắp làm. Nếu anh đổi, anh thua cũng thua, tôi vẫn thắng, là như vậy. Anh sẽ thắc mắc ai là người trong trong đơn vị của mình đưa anh Tú những cái tài liệu đó. Anh hiểu tôi nói không? Thành ra tôi không biết Việt Tân sẽ nghĩ cái gì. Tôi chỉ biết là nếu tôi Việt Tân đó, tôi không thể tiếp tục những cái đường đó được. Anh Tú ông đã biết rồi. Mà đâu phải một mình tôi biết. Khi tôi biết là những cơ quan tôi đang làm việc với sẽ biết. Thành ra mục tiêu rất là đơn giản. Nếu anh Vũ Hoàng Lân biết tôi biết những việc anh làm, tôi buộc anh phải đổi chiến thuật của anh. Nếu mà tôi buộc anh phải đổi, tôi thắng. Mà anh không đổi, tôi cũng thắng. Anh có nhận được những cái thông tin từ chính người trong Việt Tân khi mà trong quá trình điều tra của anh hay không? Nhận được, tôi nhận được, không phải là đảng viên Việt Tân. Những người đã sinh hoạt hay là những người vẫn còn sinh hoạt? Vẫn còn sinh hoạt. Những người muốn ra, nhưng mà tôi yêu cầu nếu các anh ủng hộ tôi muốn các anh vẫn âm thầm ở đó để đưa tài liệu cho tôi, để đưa những việc anh làm. Vì chỉ có cái đó, vì đại cục mới thắng. Còn nếu mà các anh ra rồi thì các anh cũng không làm gì được cho tôi cả. Không không có lợi cho tôi gì cả. Thành ra tôi nói các anh đã trong đó rồi. Anh nên nhớ những người mà gọi là bộ não của băng đảng Việt Tân đã nói cho tôi cái câu này. Tôi biết những việc anh Tú làm sớm muộn gì cũng xong. Chúng tôi không muốn ở đây để ăn đạn cho đảng Việt Tân, cho ba băng đảng Việt Tân. Họ nói như vậy đó. Những người đảng viên ở cấp nào thưa anh? Cao. Rất là cao. Đây là không phải là đảng viên, nghĩa là đảng viên mà đảng viên cao cấp. Những người đó biết. Tại vì những cái tài liệu chứ tôi hỏi anh ta tôi lấy từ đâu ra. Anh nên nhớ 34 năm nay tôi đâu có vận động trong cộng đồng Việt Nam. Chính trị Việt Nam tôi đâu biết gì trong đồng, hoàn toàn không biết. Tôi là một người gọi là ngây thơ, nếu mà anh so sánh như vậy, thực tế là như vậy. Nhưng những cái tài liệu mà những người đưa tới cho tôi ráp nó lại. Những cái tài liệu rất là nguy hiểm cho băng đảng Việt Tân. Từ đó tôi mới biết là họ này kia không đóng thuế là hay là cái những cái cơ sở, những cái kinh doanh họ ai đứng tên. Tôi biết hết cái đó. Không thể nào một người bỏ rời cộng đồng Việt Nam 34 năm nay khi không trở lại thì biết mấy cái này. Những việc tôi làm tôi biết có hiệu quả cả. Về danh xưng Việt Tân, anh đã thông báo rằng là anh đã đăng ký cái đó với lại sở hữu trí tuệ, cũng như là đã ra thông báo cảnh báo Việt Tân cũng như là những cơ quan truyền thông khác không được sử dụng tên gọi đó, vi phạm cái quyền của anh đã sở hữu. Việc đó như thế nào hiện nay thưa anh? Vì vẫn còn Việt Tân vẫn sử dụng tên gọi Việt Tân. Danh chính ngôn thuận cũng như là các cơ quan truyền thông khi đề cập tới tổ chức Việt Tân vẫn sử dụng tên Việt Tân, thì hiện nay anh có thể cho biết là cái tên Việt Tân thuộc về anh hay vẫn là thuộc về Việt Tân hay là như thế nào thưa anh? No, anh nói về luật pháp đó, anh nói về về mà luật pháp ở Mỹ đó, Việt Tân là của tôi. Mục tiêu tôi đã xong nhưng mà tôi giữ đó. Còn cái băng đảng Việt Tân với lại những cái truyền thông mà tiếp tục vẫn còn giữ đó, truyền thông Mỹ tôi đã chặn rồi. Còn truyền thông Việt Nam mà vẫn còn giữ đó, tôi muốn họ tiếp tục giữ là tại vì đây là chứng minh tôi biết đây là cái đồng lõa. Anh hiểu chưa? Đây là thuộc về cái luật mà Mỹ gọi là RICO. Tôi không biết Việt Nam là RICO là RICO đó. Racketeering. Có nghĩa là âm mưu với nhau để làm những cái việc này. Đây là những cái tốt cho chúng tôi.
là vì tôi cần cái đó để establish cái case, thành lập một cái case. Nếu có một cơ hội nào đó để đối thoại hoặc là đối chất với các lãnh đạo của Việt Tân, anh có sẵn sàng làm điều đó hay không? Thưa anh. Sẵn sàng với điều gì kiện phải cho tôi video, chuyện này sẽ không có, là tôi nói anh như vậy. Nếu mà tôi là đảng băng đảng Việt Tân đó, tôi không bao giờ mà ngồi trước mặt ông Nguyễn Thanh Tú mà nói chuyện cả. Tại những lời nói của anh đó, mà anh video như vậy, anh nghĩ ai muốn coi cái đó? Những cơ quan thuế, những cơ quan bộ tư pháp, những cơ quan mà tôi đang làm việc tới muốn coi. Nếu mà có đối chất với lại lãnh đạo của Việt Tân thì dĩ nhiên là có rất nhiều những cái chi tiết, nhưng anh có thể lược ra những điểm chính nào mà anh muốn đem ra để đối chất rồi. Cái đầu tiên là Việt Tân. Anh thành lập cái đảng Việt Tân hồi nào, cái tên hồi nào, ở đâu, có sổ thuế không, những cái gây quỹ của cái anh từ mấy chục năm nay ở đâu, ai đã gây quỹ, ai đứng ra, những cái kinh doanh này của dưới Việt Tân từ đâu ra, ai tiền đâu. Rất rất là đơn giản, tôi chỉ hỏi mấy cái câu đó thôi. Tôi chỉ ngắm vào cái anh muốn đi theo tìm cái đó thì anh đi theo cái đồng tiền. Xin cảm ơn anh rất nhiều cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ còn nhiều cái cập nhật trong thời gian tới. Trước khi tạm ngưng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ một điều gì đó với người Việt Nam ở khắp nơi rất quan tâm với vụ này, mà quan tâm trong nhiều cái cách nhìn khác nhau, có người ủng hộ, có người không ủng hộ, thưa anh. Các khán thính giả của ở trong nước, tôi chỉ kêu gọi các anh phải cẩn thận. Tôi có cái mấy cái blog, mấy cái Facebook cứ lên đó mà tiếp tục đọc. Trước khi tin những cái gì chứ anh phải đặt câu hỏi. Không có mà vì mù quáng mà vào tiếp những ai nói gì thì nhà thì ấy. Đã mấy chục năm nay tôi nói, nếu mà tôi đã ra tôi nói những cái việc này mà có một số người tin, anh phải đặt cái câu hỏi này: tôi có lợi cái gì? Đâu có lợi gì đâu. Ai có được cái lợi này là những người trong nước, những người mà đi theo một cái đảng ma không có, chỉ là cái bóng thôi. Những người đó là họ lợi dụng những cái sự hy sinh của các anh để rồi họ có cái lợi riêng. Đó là tôi nói về tài chánh, đó là công buôn chính trị. Tôi chỉ khuyên các anh phải cẩn thận với anh chị em phải cẩn thận. Còn ngoài đó, như tôi nói, tôi không thể nói là ở đời thật sự đó, anh thực tế mình phải thực tế. Như tôi nói lúc nãy, anh lừa gạt, anh luôn luôn sẽ có người cho phép anh lừa gạt. Như tôi, ví dụ như vậy, cái thực tế là như vậy. Và một câu hỏi cuối cùng thôi. Theo cái sự dự đoán một cách chủ quan của anh thì vụ việc này tới bao giờ là kết thúc? Cái này là một câu ngợi, cái anh Văn anh hỏi tôi cái lúc chung nó, phải chăng tôi là tiên tri, tôi có thể cho anh được, tôi biết cái tâm lý của con người, ai cũng muốn ngày mai xong, nhưng mà thực tế là anh làm việc với chính phủ anh biết rất là chậm. Nhất là sở thuế, như tôi nói, chỉ có 3.000 người trong một 300 mấy chục triệu người, rất là chậm anh. Cái hên là những cái việc này tôi đã làm sẵn cho họ rồi, và như vậy họ nhìn thấy họ mới thích, họ muốn muốn họ mới khoái, là họ thấy tôi là điều tra những cái này. Xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phobosa TV, chúng ta vừa mới nghe sự trình bày của anh Nguyễn Thanh Tú, con trai của nhà báo Đạm Phong, về tất cả những cái thông tin anh trình bày. Hy vọng trong những ngày tới chúng ta sẽ được nghe thêm từ nhiều phía khác nhau về vụ việc này, kể cả rất là tốt nếu chúng ta có thể nghe từ những chính nhân sự của tổ chức Việt Tân. Buổi nói chuyện chấm dứt ở đây. Xin kính chào quý vị khán Cảm giả. ơn khán thính giả. Cảm ơn anh Vũ Hằng Lên. Cảm ơn anh.